nói về cái ngành địa ốc ở bên Mỹ đó thì phần đông á, dân chúng đi tới ngân hàng vay tiền mua nhà trả góp, thì người ta cứ hiểu lầm á, tiền á là do của nhà băng, của ngân hàng họ họ chấp thuận họ cho mình vay. Nhưng sự thật á thì cái tiền mà mình được vay mua nhà hay vay nợ nần làm ăn kinh doanh á, phần đông cái số tiền này là của chính phủ, của ngân hàng chính phủ. Thì ở bên Mỹ đó thì một cái nước tự do tư bản thì chính phủ họ cũng cho mình họ cho mình tự do, nếu mà mình có nhiều tiền, mình là nhà đầu tư á, thì chính phủ cũng chấp nhận cho mình gia nhập vô, đưa tiền ra cho người ta vay mua nhà trả góp. Thì các cái nhà đầu tư người ta liên kết với ngân hàng, người ta nói chúng tôi là tập đoàn tư nhân có vốn, có tiền, cho muốn cho người ta vay để lấy lãi đó. Thì người ta liên kết với những cái ngân hàng đó. Thì bây giờ nếu mà các bạn và cái người dân tiêu thụ đó đi tới ngân hàng nói bây giờ tôi kết cái căn nhà kia nó trị giá 400.000 đô la đó, thì mình vô ngân hàng, ngân hàng làm thủ tục mình coi coi mình có đủ tiêu chuẩn công ăn việc làm, điểm tín dụng của mình có uy tín hay không đó. Xong cái nhà băng ngân hàng người ta chấp thuận. Khi mà người ta chấp thuận đó là người ta cần cái chữ ký của mình, cái chữ ký của người vay. Xong xuôi hết người ta đóng hồ sơ, cái người ta mới cầm cái hồ sơ này, người ta mới đưa lên những cái nhà đầu tư, hay là đưa lên những cái chi nhánh của chính phủ, nói có cái ông A, ông B này, ông muốn vừa ký giấy, ông muốn vừa chấp thuận, ông muốn ký giấy để vay nợ 400.000 đô la mua căn nhà trả góp. Thì ngân hàng của chúng tôi coi hồ sơ lý lịch, những cái mà căn bản á là ổng đạt tiêu chuẩn. Đó thì ngân hàng kêu mình đợi 30 ngày. Đợi 30 ngày để họ ký cái chi phiếu 400.000. Thì thường thường phần đông á, người ta hiểu lầm, người ta cứ nghĩ là cái tiền từ ngân hàng ra, nhưng mà thật sự không phải. Ngân hàng họ chỉ là một cái người trung gian làm hồ sơ, họ chỉ là một cái tiếng Việt Nam của mình gọi là cò đó, cò để lấy tiền phí đó. Đó thì cái tiền đó là phần đông á, cái tiền mà mình vay mình mua nhà đó là tiền của chính phủ, còn một số đó là của nhà đầu tư, chứ không phải là tiền, không phải là của ngân hàng. Nhưng mà ngân hàng á, khi mà mình trả nợ mà mình vay mà bị tình huống gì mà mình trả nợ không nổi á, ngân hàng họ có cái trách nhiệm, họ đòi kéo nhà mình, họ đòi tịch thu nhà mình này nọ thôi. Họ chỉ là một cái người mà làm trung gian mà thôi, chứ khi mà họ kéo nhà mình á, cũng chả, cái nhà đó cũng, của cải đó cũng chả thuộc về ngân hàng mà của nhà đầu tư. Đó thì sau khi mà một cái người vay tiền mua nhà trả góp đó được đầy đủ tiêu chuẩn, được chấp thuận đó, thì ngân hàng đóng hồ sơ, gửi cái hồ sơ đủ tiêu chuẩn của mình đưa lên cho chi nhánh của chính phủ. Xong rồi chính phủ nó mới viết cái chi phiếu. Thí dụ như vay 400.000 thì chính phủ viết cái chi phiếu 400.000, hay là nhà đầu tư viết cái chi phiếu 400.000. Đó thì vào năm 2008, cái địa ốc của nền địa ốc của nước Mỹ bị suy sụp.
suy sụp có nghĩa là mấy cái người này muốn lợi nhuận, muốn có tiền đó, cái bắt đầu tìm cách cho cái người tiêu thụ không có đủ tiêu chuẩn cũng giả đò ký giấy ký này ký kia. Thí dụ như bây giờ đó, mình đi muốn đi mua dây một căn nhà, đúng ra cái lực đó, họ nói ok anh muốn mua căn nhà anh phải làm lương tối thiểu là 60.000 một năm ở một cái thành phố New York hay là ở một cái bang California. Lương tối thiểu của anh 60.000 thì tôi mới cho anh cho dây đó. Nhưng mà hồi xưa đó, trước năm 2008 đó, mấy cái ngân hàng, mấy cái chi nhánh này á, cứ làm hồ sơ đại như vậy đó, không đủ tiêu chuẩn cũng bày ra cho người ta có tiêu chuẩn đó. Đâu hiện bây giờ người ta thống kê là tổng cộng là có đâu ít nhất là 25 triệu hồ sơ, 25 triệu hồ sơ bị giống như làm hồ sơ, lập hồ sơ đại ra vậy đó, không đủ tiêu chuẩn mà cũng nói tiêu chuẩn vậy đó. Cái lúc người ta dính vô nhà, vô cửa, người ta không có, tại vì người ta thật sự người ta không có đủ cái tiêu chuẩn, mà người ta viết trên giấy tờ, trên mặt giấy tờ người ta nói người ta đủ tiêu chuẩn để người ta được mấy cái nhà đầu tư với chính phủ đồ cho dây để đưa cái nền kinh tế lên. Sau khi người ta dây nợ xong, người ta không có đủ tiêu chuẩn. Đó thì lúc 2008 kinh tế địa ốc suy sụp đó thì có tổng cộng là 20, trên giấy tờ hiện bây giờ đó, trong hồ sơ đó là có 25 triệu căn nhà, 25 triệu người. Có 25 triệu người không có đủ khả, sau khi dây nợ không có đủ khả năng để trả góp cho ngân hàng. Thì năm 2008 đó, kinh tế địa ốc á, ngành địa ốc bị suy sụp. Thì sau khi bị khủng hoảng, các nhà đầu tư và chính phủ bị khủng hoảng như vậy đó, thì người ta mới có những cái cuộc điều đình. Người ta nói bây giờ nếu như mà các bạn không có đủ khả năng, không có đủ khả năng thì tạm thời các bạn cứ ở đó đi, ở đó đi, rồi từ từ vài ba năm rồi chừng nào các bạn có công ăn việc làm đó, khi nào mà giá nhà nó hồi phục á, thì các bạn tiếp tục các bạn trả nợ cái số tiền nợ mà các bạn thiếu trên cái căn nhà trả góp. Tại sao các ngân hàng chính phủ người ta chấp nhận cho cái những cái con nợ người ta từ từ người ta trả, 5-3 năm, có một số người ta đợi 5 năm người ta mới trả, là tại vì nếu mà 25 triệu người mà người ta không có khả năng này á, nếu mà người ta bỏ căn nhà, người ta trả không nổi, người ta bỏ căn nhà, thì các nhà đầu tư với nhà với chính phủ là bị lỗ. Lỗ là tại vì năm 2008 đó, cái giá nhà nó xuống hơn 50%. Thí dụ như cái lúc người ta mua một căn nhà 400.000 á, mấy năm trước đó đó, thì tới 2008 á, thì cái căn nhà nó từ 400.000 nó xuống còn có 200.000. 200.000 mà các bạn so cả triệu căn ở trên nước Mỹ á, thì người ta lỗ nặng lắm. Cho nên mấy nhà đầu tư người ta không muốn vậy, không muốn như vậy đó, thì người ta tìm cách người ta ngăn chặn, người ta làm mà cho cái thị trường địa ốc nó khựng lại, giống như nó đỡ, đừng có bị thê thảm. Đó thì theo các chuyên gia đó, mình đọc trong những cái trang mạng, người ta nói mấy cái chuyên gia này người ta chuyên về địa ốc, người ta nói vào thời điểm 2019
mấy cái chuyên gia khuyên là mình đừng có nên mua nhà, là tại vì trong những thời gian qua đó, những cái căn nhà mà người ta ào ạt bán ra thị trường đó, là những cái căn nhà này là người ta bị mắc giá hồi lúc năm 2008 đó. Thì lúc năm 2008 cái thị trường địa ốc nó bị suy sụp đó, là ngân hàng với mấy cái chủ nợ, chủ đầu tư với chính phủ đó, cho mấy cái người chủ nhà này ở lại căn nhà này, chờ khi nào giá nhà nó hồi phục rồi hãy treo bảng ra bán. Có nghĩa là nếu mà cái theo cái ý kiến của các chuyên gia, nếu mà trong cái thời điểm 2009 đó, nếu các bạn nghĩ vô các bạn mua nhà đó, là các bạn là cái người đi vô lãnh nợ, giống như đỡ đạn cho mấy cái người đang thiếu nợ. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là mình nói tóm tắt lại như vậy. Lúc 2018 á, là cái thị trường địa ốc á, nó bị suy sụp, giá nhà nó bị gớt giá 50%. Thì các nhà đầu tư với các chính phủ, người ta ngồi xuống, người ta ban giao với mấy con nợ, nói bây giờ á, mấy anh cứ tiếp tục, mấy anh cứ ở lại căn nhà đi, rồi chúng tôi ký cái giấy cho các anh 3 năm 4 năm, khi nào cái giá nhà hồi phục lại, một á, là các anh tiếp tục trả nợ những cái nợ nặng mà các anh thiếu dây mua cái căn nhà, còn hai á, khi nào mà tới năm 2019 á, cái giá nhà nó hồi phục á, thì các anh treo bảng các anh bán. Mà tại sao ngân hàng, chính phủ với lại các nhà đầu tư người ta cho mình nợ lâu như vậy? Là tại vì nếu như mà các bạn mà bỏ cái căn nhà, khi mà cái căn nhà nó rớt giá, các bạn bỏ ra, các bạn đi như vậy, bỏ hoang như vậy đó, thì mấy cái người này người ta phải tốn tiền tới làm hồ sơ tịch thu kéo nhà, rồi phải tốn tiền mà để mướn cái người đi vòng vòng để coi những cái căn nhà này, gác ghến đồ này nọ, đồ sửa chữa đồ, rồi trả tiền điện, tiền nước, tiền cắt cỏ đồ, là những các nhà đầu tư, các ngân hàng người ta sẽ lỗ nặng. Các bạn cứ hình dung đi, nếu mà ngân hàng lúc mà cái thị trường địa ốc mà nó bị rớt, mà ngân hàng nó đuổi 25 triệu người này ra đó, ra khỏi căn nhà, mà trong 5 năm như vậy đó, không có ai ở, không có ai chăm sóc đó, thì các bạn nghĩ người ta lỗ bao nhiêu tiền? Cái này là mình đang chia sẻ với các bạn, không phải là về cái ý kiến cá nhân, mà mình chia sẻ theo những cái gì mà mình đọc từ ở các chuyên gia. Đó, thì cái ông chuyên gia này là ổng là cái người chuyên viết về những cái thị trường, tìm hiểu về cái thị trường địa ốc đó. Mà khi mà cái ông này ổng làm một cái chương trình đó, là ổng có đưa lên những cái bằng chứng, có những cái hồ sơ giấy tờ cụ thể đồ, ổng đưa lên, ổng liệt kê ra những cái bằng chứng đó. Thì ổng khuyên người ta đó, vào cái thời điểm 2019 á, là đừng có mua nhà để ở hay là mua nhà để đầu tư, không nên. Rồi có một số người, người ta đặt câu hỏi ra, người ta nói vậy tại sao ở bên Boston với ở bên New York có giá nhà nó tăng dùng dục, rồi cũng có những cái giá nhà nó lên mà nó không xuống. Là tại vì ổng nói là nhà băng, ngân hàng với lại mấy cái nhà đầu tư á, là người ta cho mấy cái chủ nợ này nè, ở bên New York này nè, mấy cái chỗ mà thị trường địa ốc mà họ cho gọi là hot đó, có giá trị đó, có hấp dẫn đó. Trên thực tế đó là mấy cái chủ này, chủ đầu tư, chủ nợ, chủ những cái công trình, chủ cái chung cư, chủ cái căn nhà này á, là người ta đã bị trở ngại, thiếu nợ, thiếu nần. Nhưng mà ngân hàng người ta điều hành, người ta cho mấy cái người này, khi nào mà mấy người này không có khả năng trả đó, thì người ta cho nợ. Khi nào có khả năng thì tiếp tục trả nợ. Đó. Cho nên vì cái lý do tại sao mà cái giá nhà nó có một cái giống như cái hướng đi lên. Nhưng mà cái ổng nói cái giá nhà hiện tại nó đang đi lên, nó là cái giá nhà nó ảo.
Đó cho nên các bạn thấy á, bây giờ trên toàn nước Mỹ á, là dường như đường nào, thành phố nào người ta cũng ùn ùn, người ta treo bảng, người ta bán nhà. Người ta bán nhà là tại vì từ hồi năm 2008 đó, người ta chờ nhà băng cho người ta, cho mấy cái người thiếu nợ đó, mấy người mà trả góp đó, cho mấy cái người này ở trong đó 5-3 năm, 5-3 năm không cần phải trả nợ. Đại khái là nói đơn giản ra đó là ngân hàng người ta tính toán, người ta không có muốn tịch thu cái căn nhà. Nếu mà tịch thu cái căn nhà đó là người ta phải mướn cái người nào đó, cái công ty nào đi xuống canh chừng cái nhà đó, là người ta phải lỗ lã nhiều tiền hơn, thay vì người ta điều đình, người ta cho cái người chủ ở lại cái căn nhà đó, thì người, cái ngân hàng người ta không có tốn tiền để thuê cái người, cái người xuống để coi cái căn nhà mà họ tịch thu đó. Vì cái lý do đó, tại sao các bạn nghe thì các bạn cảm thấy nó lạ lạ lắm, nhưng mà thật sự trên nước Mỹ có một số người rất đông, người ta đang nợ dài 3 năm,